À, chào tất cả các anh em nha. Hôm nay hai anh em mình đi quay lại cái vườn mai, cái đế hình thú á các bạn. Có nhiều bạn gọi điện hỏi cũng cần giao lưu mấy cây này, nên là mình đi làm lại cái clip này cho nó rõ ràng hơn nha các bạn. Đây, mình quay mấy cái góc cho các bạn coi nè. Cái kêu kêu mấy để đây. Góc thì cũng nhỏ nha, nhưng mà đế là rất là đẹp. Quay từ từ thôi. 20. Góc còn 20. Nhưng mà đế thì hành 20 nha. Còn đế thì cũng đường kính cũng đây đấy các bạn, hơn 1 gram. Mấy cái đề tàn mình không tính nha các bạn, chỉ tính đế thôi nha. Góc thôi. Anh em coi. Ừ, ông anh này ông tạo đế quá là đẹp. Đó, góc nào cũng kiểu này hết á. Đó, lên lên kiểu này này, anh em chơi về cắt làm khôi thôi. Đó, góc này quá đẹp. Đây tầm 30. 30, có cái đuôi các bạn. Đây là chú Vương dự định là 1 triệu một góc. Bạn nào có nhảy lưu tí nữa mình cho số điện thoại nha. Tí mình nhắn số điện thoại ở đầu clip luôn nha các bạn. Anh em nào mà cứ coi giao lưu cứ chú Vương cho nó dễ ha. Tầm góc còn 1 triệu, 2 triệu gì đấy, anh cứ gọi hỏi tham khảo đại dương luôn. Đó, gốc cây nào cũng có đế đẹp. Chưa moi xuống này, moi xuống càng đẹp. Chưa moi đâu. Trồng quá sát nhưng mà công nhận là cái đế đó là mình mê luôn á. Các bạn thấy không, đế nào cũng nhìn thấy khủng không khủng. Hay thiệt, giống mai thì lá cũng đẹp lắm, dày lớn ơi bạn, quá là sang sát. Mình phải núp dưới đây mới quay được bạn, nó che hết luôn. Trung bình 70 phân cây ở đây nè, đẹp ghê không. Trung bình là hai mấy thôi, mình đế rất lớn này. Đế hơn tạo được bộ đế này không phải đơn giản, bằng tay xẻ. Đây nè các bạn. Đó, góc nào cũng kiểu này hết á. Vườn mai phải nói là độc á. Anh em nào có nhảy giao lưu thì mình để lại số điện thoại nha các bạn. Rồi cứ gọi giao lưu với chủ vườn luôn. Trong vườn phải mấy trăm gốc các bạn, rất là nhiều, trồng sang sát luôn. Đây này mình quay xa xa anh em coi thấy không, đó gốc nó vậy đó, rất là nhiều xa xa sát sát, cứ cách mét nửa mét là có con cây các bạn, mấy trăm cây thì các bạn cũng biết là cái lượng con trồng của chú anh chú đó là nhiều cỡ nào. To không? Đây là đẹp rồi, gốc này đó cái đế thôi, trung bình triệu là quá ok. Giá mình thấy là cũng tạm được, ok đấy. Bạn mà chơi cao thì cao, chơi lùng lực thì cắt ghép thôi các bạn. Quái. Quái. Quay giờ hết cái vườn mà anh em coi chứ. Còn cả đẹp không? Không thể chơi được, cái đế không thể chơi được. Đây, còn cái đế đây. Ồ, cái đế đây còn. Rất đẹp những các bạn. Nhiều cây rất lớn. Cái này là chủ vườn nãy giá cả mình nói rồi ha. Thì xíu nữa cho số điện thoại các bạn cứ liên hệ trực tiếp.
xí lẻ gì đó cũng được hết. Đó nè, rất quái thú lá xanh xác hết. Nói chung là na ná giống nhau, các bạn, hình thú mỗi coi có mỗi hình thù khác nhau. Mình ra đây cho các bạn xem. À, quay anh em cái góc bò cái đế đó này, hàng độc các bạn. Trời nắng nhưng mà ngồi trong đây là ư như đóng mát luôn, là chê hết luôn. Đang buổi trưa các bạn thấy quá đẹp không, rất là quái nha. Tàn thì nói chung mình không tính tới, tại vì trồng quá sát nên là được cái đế quá ngon thôi. Tàn bây giờ tạo lại chút nữa mình vô mình coi cái những cây mai mà ông chủ ông đào lên ha, và ông tạo tàn lại cho các bạn coi. Cũng giống như một cái lứa đây này mà giờ lên rất đẹp. Đây là mình quay ngoài vườn á, tí mình quay vô mấy chậu, chú có vô chậu rồi. Một hàng thú nữa. Hàng cái nào cũng giống, xa xa các bạn thấy không? Ui sát mấy cái đế này mình coi, kinh ngưỡng. Bà cạp được không? Có cái góc này giống con bồ cạp à. Góc này thì cái hoành nó nhỏ nhưng mà cái đế to kinh luôn. Chui xuống là mát rồi luôn. Ngồi hết ở dưới là thành một đống mát luôn à. Coi nó chi hết. Quái không? Sát quá nên nó lớn được hay? Tàn, không có tàn nữa. Nhưng mà đế cái nào ok hết. Cái này các bạn sát cách tường luôn, cái này cách tường có 30 phần cho mấy rồi, hơn 10 năm rồi, cỡ 30 phần coi nào cũng trên 10 năm hết, một sống tồn tại được nhưng mà nó hơi nhỏ đấy bạn. Đó là thấy đế đã ngồi quay à, quái đẹp. Thank you.
các bạn chơi, các bạn chơi dùng cặp 4 cây để bàn là hết chơi. Giá cả cũng phải chăng nha. Cái này để bàn là đúng đẹp. Cái này mình chơi thế gì, mình chơi thế siêu cũng được, si cũng được, mà đố thì cũng được. Cái nào cũng quái lạ. Trực thì không đẹp. Này mà chơi quái thôi. Thì cổ chân đi, chân ngã đi. Hết rồi em tí rồi. Mai, chàng lẫn dưới đa cây gì đã? Quế à? Mày quế. Thôi quế rồi. Mai chú ý. Rất là rộng. À, rồi mấy cái đó góc sao mà này. Đi cao lên rồi. Mấy container cũng hết. Hết trên coi mà, không dẫn được. Rồi, tiếp cần bón gì lắm. Tiếp vài cái đế sau ra nữa cho anh em coi. Đây là xa xa cách này khoảng cỡ 5-7 mét tiếp là một cái dừa coi tiếp nè. Cái đế có nhiều coi, cái tàn nhỏ nhỏ cũng được, nếu mà gì mình tạo lại thì nó rộng rãi tí là cũng ngon. Vừa này thích mua xô không mua lửa được, cái nào cũng giống nhau, khó lửa. Anh em xem clip thấy hay nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Em mình có cái động lực để làm tiếp những clip hay hơn nữa. Anh em nhớ theo dõi clip này, mấy cái đoạn sau á, nói chung mình quay là clip này là cái nào cũng đẹp nên là anh em cứ tham khảo cho nó thoải mái. À, muốn giao lưu thì có số điện thoại của chủ vườn, tí mình sẽ để ở phần mô tả nha các bạn. Em cứ coi rồi giao lưu, thích cái nào thì cứ gọi chủ vườn thẳng luôn. Mình thì mình chỉ đi quay tham khảo thôi, cho anh em biết thêm từ những cái cây mai nó có bộ đế nó đẹp. Chơi mai dài mới là kỹ thuật các bạn. Do vườn anh chú đó anh cũng chặt quá mà anh trồng nhiều, thì nếu như mà anh mà có cái vườn rộng thì anh tạo cái vườn mai ra là quá giá trị các bạn. Tàn đẹp tí nữa thôi là tiền, phải nói là rất là nhiều tiền. Từ cái bộ đế này theo mình nghĩ là chục cây như chục, cái nào cũng đẹp hết nên giá trị nó rất là cao. Mà nó do nó chặt quá nên nó không có lớn được cái tàn các bạn. Tàn nào tàn nấy thì lên thẳng được. Rồi có đế thì quá đẹp. Đó, nhánh rất là nhỏ. Này thì đâu có bao nhiêu đâu. Cây rất nhỏ. Cây to nhỏ. Nhưng mà đế thì giờ thôi. Này chỉ tham khảo bộ đế thôi các bạn. Ở này như cái bàn tay, như cái bàn tay các bạn. Đúng, cái này thì để chăm lại ngon này. Đó, các bạn thấy đế đẹp không? Đều bốn bên. Cái này dùng cái bàn tay rồi. Hay không? Bằng cái xề. Đẹp ghê hay. Đúng năm ngón. Đúng năm ngón, xề ra đều luôn.
tay trắng sợ cái đó rất tụt kinh thiên luôn. Nói chung là nguyên cũng đẹp hơn nhiều lắm, trong kia còn mấy gốc nữa đẹp quá. Quái các bạn, rất quái, rễ này giống như con rồng các bạn cắt đây ha, các bạn cắt đây được rồi lấy đây, hay có thể cắt đây lấy đây cắt hết, các bạn cắt đây lấy đây đi, thì cái này đẹp lắm, rất quái, rễ này cũng đẹp quái, là số là quái, con này cũng quái, thú này. Chí mấy đây hình thú quay vô. Ra giá 1 triệu thì ok, mình thấy được các bạn giao lưu được á, mình tính trên 20, mình tính dưới còn 20 24 25 gì đó, như một bộ đế thì khỏi nói, bộ đế tầm đây, bộ đế bằng hơn 1 tạ 1 ngàn tạ, đẹp quá, bộ đế hành chắc cũng phải 80 90, vẫn chưa hết các bạn, quay mới nãy giờ mới chắc nữa, quay nhiều nhiều coi anh em tham khảo cho nó dễ. Rồi, ra đây có máy tay bự nè các bạn, đây kìm đế này, để có dịp mình giao lưu hỏi anh chủ là cái kỹ thuật tạo đế từ nhỏ nha các bạn, anh chia sẻ các bạn rất là hấp dẫn, anh em mới trong mai hột á là tạo cái đế từ nhỏ luôn, chứ cái đế này lớn lên thì đâu có tạo được. Cái này làm tàn được rồi thôi, cái này ngon này, cái này cực, cái này giờ trong ra ngoài là làm cái tàn luôn, đẹp luôn, uống tàn luôn này, thì đế quá đẹp. Rồi mua lý mình bỏ cái đây mẹ nó, cái này mình tạo tàn từ nhỏ ngon này, có nhiều cây cũng lấy tàn được chứ không phải là cây nào cũng bỏ tàn nha các bạn, thì cái đế đẹp quá, tận dụng mình làm cái tàn lớn. Cái này 20 màu đế thì còn quá khủng, màu đế nổi rất khỏe này. Sau khi mình đào xuống mình rất là cạn, cây những cây như này không có sâu được, cho nên là đào rất nhanh. Cái này thì đào nhanh không mà cho đế nổi hết toàn bộ. Cái này quá hay này, những con gì không ta? Ba bốn rưỡi em cũng không. Ồ, rất quái nha. Quá nhưng mà hơi nhỏ một chút. Là phải trồng ra rộng à, nó mới lớn to được. Sát quá mà, nó nửa mét coi nhỉ. Cho nên bây giờ mà muốn bán bớt đi. Bán bớt á, anh em nào giao lưu về. Mình lấy với mình có đất á, mình trồng rộng ra. Vườn đây khoảng là tầm 800 cây. Còn 1 ngàn coi các bạn. 800-900 coi. Có lựa mua xô thôi chứ cái nào đẹp hết sao được, hoa mắt khách à, cái này nữa nó rất tròn đẹp. Rồi thôi giờ vô anh em mình quay mấy cái cây á, mà anh chủ anh vô anh cắt phôi luôn các bạn, tự nhiên mình mua vô làm phôi á, rồi vô chậu hết rồi các bạn, vô anh quay cho anh em coi thêm. Còn ở vườn mai đây thì đó, mình quay tổng thể anh em coi á, hai hàng hai bên trồng rất sát, cần giao lưu anh em nào cần giao lưu thì
Tí có số điện thoại mình để phần mô tả nha các bạn, cứ gọi thẳng chủ vườn. Quá sát, quay không thấy luôn, chỉ quay cái đế góc thôi chứ không coi trên này sát. Đây này các bạn, đây là mấy cái phôi mà ở ngoài vườn anh chủ đã cắt bớt này, trồng lên lá hết rồi các bạn. Trồng rất cũng rất kỹ thuật chuyên nghiệp luôn. Đây giống như cái sư tử này, đây như cái cây nãy ngoài vườn này, cái này ông chủ cũng làm hơi cao, làm cái phôi này các bạn, lá ra tốt rồi. Hình như mới hơn tháng hay sao á. Kìa kìa. Hai chặt. Đầu xe xét quá. Đó. Bạn thấy bộ đế không? Cắt ra trong chậu hết rồi. Khi mình cây vườn mà nhổ ra thì như thế này hết nha các bạn đó. Đó, các bạn thấy không? Cái này mà một triệu là quá đẹp. Quá ok. Có mai con nữa các bạn, anh gieo mai con tiếp này, mai con quá trời là như trong ý này rồi ha, anh trồng để anh tạo đế tiếp này các bạn. Đó. Anh chủ đây anh có cái kỹ thuật trồng đế rất là hay. Đây bên em coi một góc đế khung luôn, làm phôi hết cái này đẹp. Nói chung là sống hết rồi, mấy cái này lên ngon hết rồi. Đó, các bạn tha. Chắc khoảng cỡ trăm chậu, hơn trăm chậu. Nhiều hết rồi. Rồi đế ra luôn. Ui, quá là đẹp. Hồi ha. Tủ lại hết á, kỹ á nha. Có, xin có. Đó, cái nào bộ đế nó kiểu kiểu vậy hết rồi. Làm cây phôi hết. Nên anh em mình mua về là mình trồng kiểu này các bạn. Trồng với như anh chủ đây. Anh vô chậu đó, nhỏ nhỏ rồi tuần quăng ở trên. Vô đất thì chắc cũng sơ dừa với lại trâu sống các bạn. Thêm tí cát nữa. Rất là nhiều chậu nha các bạn. Anh cũng tỉa bớt cái vườn mà vẫn còn chặt. Cái vườn vẫn còn kín lắm. Đế quái. Cái nào đế không ngon đó trực ạ. Nói chung là giống như ngoài vườn hết á, bên đây. Vậy phải coi ra nữa cho anh em coi. Còn trong sâu thì nhiều lắm nhưng mà vô không được. Chặt quá. Bên kia là chặt lắm bạn, vô không được. Đó, góc này đẹp này bạn. Tổng thể hết cái giường của anh. Anh vô chậu hết rồi nha các bạn. Thôi, clip này thì anh em mình chắc cũng tạm dừng ở đây nha các bạn ha. Anh em các bạn thấy hay thì nhớ like và ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo mà mình sẽ thường xuyên cập nhật trên cái kênh YouTube của anh em mình. À, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại.